gian hàng nước. Và mình tìm thấy chè Dũng Nhan của chị Yến nấu. 7.000 đại tệ cho một con cua hoàng đế to nhất ở đây, tầm 5 triệu tiền Việt Nam. Hello, chào mừng đã đến với S Channel. Mình đang ở Taipei Fish Market. Đây là một cái chợ cá rất là nổi tiếng và rất là to ở Đài Loan. Trong tưởng tượng của mình ấy là chợ cá là phải rất là lộn xộn các thứ ấy, nhưng mà không. Mọi người nhìn đi, đây là chợ cá ở Đài Loan đấy. Nhìn nó rất là fancy, thật sự luôn đấy. Và mình đang rất là háo hức. Và ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm hết chợ cá Đài Loan. Ok, đi thôi. Cửa tự động hẳn hoi nhá. Wow, 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 wow. Cua này, mọi người, cua hoàng đế này á. Ui, 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 mọi người ơi, đây, con này là cái con mà đại ca ở đây, chùm cuối. Nó phải to bằng hai cái mặt mình, mọi người ạ. Ui rồi, bên kia cũng có kìa. Hình như tất cả chỗ này là cua luôn ấy. Kìa kìa, cua hết kìa kìa. Úi, con này là con gì? Ủa, sao con cua này nó im lìm vậy? Hello, how are you today? Wow, ở đây là rất là nhiều cua. Úi dồi ôi, mình hết hồn luôn. Con này là cái con mà nó còn to gấp đôi những cái con lúc nãy. Mình nghĩ là con này ấy, nếu như mà mọi người mà mua cả con ấy thì cũng phải 10 triệu, không rẻ hơn đâu. Mình đã tìm thấy một cái bản đồ. Mình đang ở đây. Xung quanh mình sẽ có hải sản, có bia, có kem, có nước, có rau dậu các thứ. Đây, đây là sơ đồ của chợ cá này. Rất là xịn đúng không? Ok, mình sẽ đi tìm những thứ này. Đây là sushi, đây là tôm, đây là cua. Không biết là đây có cua hoàng đế không ta? Đây là một khay sushi luôn nè. Rất là nhiều đồ ấy, mì các thứ. Ok, chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm hết chỗ này nhá. Có một điều đặc biệt ở đây ấy, là mình thấy giá cả ở đây đều được niêm yết rõ ràng luôn. Và mình muốn ăn bao nhiêu thì nó sẽ niêm yết giá luôn. Và mọi người có thể cộng trừ nhân chia tại chỗ luôn. Và mình nghĩ là đây giống như là một cái supermarket ấy. Mình sẽ không được trả giá đâu. À, ở đây không những là có cua sống mà còn có cua đông lạnh. Những cái càng cua huỳnh đế rất là to, người ta đã chặt sẵn. À, ê, cái này giống Việt Nam quá mà ơi. Đây là lá để cuốn sushi. Gian hàng nước. Và mình tìm thấy chè Dũng Nhan của chị Yến nấu. Ố, bên này là gì? Uầy, bào ngư mọi người ơi. Ủa, không có giá à? À, có giá. 234,9 đài tệ cho 1 gram bào ngư. Còn đây là bào ngư đã tách thịt ra rồi. Đây là thịt không của bào ngư này, nó rất là to và nó còn sống luôn. Không có giá của bào ngư thịt nhỉ? Bào ngư này mọi người. Con này là hồi xưa vua chúa hay ăn và con này rất là bổ và rất là đắt. Hỏi giá của một con cua hoàng đế này và anh đang cân. Đi à, anh đang cân kìa. Một con cua nhỏ đấy là 1.544 đài tệ. 7.000 đài tệ cho một con cua hoàng đế to nhất ở đây, tầm 5 triệu tiền Việt Nam. Mình đã lấy bào ngư, tôm hùm và cua. Wow. Ủa, cái dao đấy rất là sắc. Tất cả những cái đồ ở đây đều là chế biến rồi mọi người ạ. Nhưng mà mình hỏi anh có làm nóng cho mình không thì anh bảo là anh không làm nóng. Mình chỉ ăn luôn thôi, chứ ở đây không có một cái gì để làm cả. À, cái đây là gạch má ơi. Đỉnh. Một cái bill dài thòn. Thank you. Cái chỗ này là 4.076 đài tệ mọi người ạ. Ok, mình sẽ đem luôn nhá. Hôm nay thì mình đã gọi một con tôm. Tôm hùm. Đây là lườn cá hồi, một phần rất là to. Ở đây là có hai con bào ngư siêu to khổng lồ. Ta-da! Nhưng mà chính đây, đây là con cua huỳnh đế. Mình đã lấy một cái con mà nó size vừa, nó không phải là size nhỏ mà cũng không phải là size lớn. Size lớn thì chắc phải tầm 5 triệu, con này thì khoảng tầm 2 triệu. Bữa này mình ăn chắc là phải rơi vào tầm 3 triệu. Tất cả mọi thứ, hơn 3 triệu một tí. Mình có nước trái cây và trứng cá sống. Đồng hành của bọn mình ngày hôm nay, bọn mình quay bằng vlog. Thì cái vlog đấy mình quay bằng con Samsung Galaxy Note 10 vừa mới mua tại Xiaomi S. Và thật sự đây là một cái màu rất là xinh ấy. Đây là màu hồng mà mặt kính nó rất là lóc lánh ấy. Và bọn mình mua ở Xiaomi S với mức giá cực kỳ ưu đãi. Nên là nếu bạn nào quan tâm thì có thể kích vào đường link ở bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết về con sản phẩm Note 10 này nhá. Để kỷ niệm bữa ngày hôm nay thì mình sẽ dùng Note 10 để chụp lại cái cảnh này. Món đầu tiên trước là món cá hồi sống sashimi. Đây, sashimi đồ sống. Chấm với lại một ít nước tương. Mm.
nó béo lắm. Đây là lườn cá hồi, nó siêu béo luôn. Mình cảm giác được là khi nó tan ở trong mồm mình luôn. Rất là tươi, cá hồi rất là tươi. Ăn thử miếng nữa. Ở bên dưới ấy, thì người ta còn có cả củ cải bào. Mình sẽ cuốn thử nhé. Cho vào mồm. Eo ơi, xuất sắc luôn. Ok, xong sashimi cá hồi, mình sẽ chuyển đến món bào ngư. Ở Việt Nam ấy, bào ngư là một cái đồ rất là đắt. Nhưng mà khi mà sang Đài Loan ấy thì nó lại được bán ở trong chợ cá và nó khá là rẻ so với lại giá ở Việt Nam. Đây, bào ngư ở đây ấy, thì mình có thể ăn sống. Người ta không luộc kỹ bào ngư nên là bào ngư ở đây có vẻ khá là mềm so với những cái bào ngư mà mình đã từng ăn ở Việt Nam. Thì những cái bào ngư mà người ta làm chín ấy, nó sẽ hơi giòn hơn và nó sẽ hơi cứng hơn. Mình cảm nhận được là cái vị ngọt và cái vị dai của bào ngư. Đây là nước cam nhưng mà có ga và nó hơi đắng. Ê, tiếp đến món này nha. Đây là trứng cá. Béo ngậy. Đây là tôm hùm. Mình đã mua hẳn một con mà người ta chia đôi ra làm hai nửa. Tôm hùm ở giữa là có một cái gạch. Ở đây người ta để những cái con tôm, con cua để cho mình lựa chọn. Tức là người ta đã chế biến sẵn rồi, mình mua ấy thì người ta sẽ cân và người ta sẽ bán cho mình luôn. Và mình sẽ ra ngoài mình ăn luôn. Ta-da! Trời ơi nhìn nè. Có nguyên một miếng gạch tôm luôn. Tôm ở đây ấy là tôm luộc, người ta không chế biến nhiều. Nhưng mà thịt tôm ấy thì lại rất là dai. Mình cảm giác như là tất cả đồ ăn ở đây đều là hải sản tươi. Nên là thật sự rất là chất lượng luôn ấy. Ta-da! Mình không cần phải giơ lên nữa đúng không ạ mọi người? Mình lấy một cái càng to nhất. Riêng của ở đây ấy thì mình thấy thịt không ngon bằng những loại còn lại. Mình cảm thấy thịt ở đây hơi bở, nhưng mà được cái là giá rẻ. Mình sợ là nó sẽ bắn như là cái hồi mà mình đi với chị anh chị Yến, nhưng mà nó không bắn. Người ta đã sơ chế, người ta đã đập sẵn cho mình rồi ý. Mình chỉ cần bẻ ra thôi ý. Khá là dễ. Căn bản là nó cũng hơi mặn mặn đấy, chả còn phải chấm. Nếu như mà không tính điểm về làm nóng thì mình đánh giá con cua này được khoảng 9 điểm, 9 trên 10. Bởi vì mình thích ăn nóng hơn. Chợ cá ở Đài Loan ấy là một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy rất là thú vị, là bởi vì nó rất là xịn. Nó sạch, nó xịn, nó khá là rẻ so với lại mức giá bình thường mà mình ăn ở bên ngoài. Các bạn nên thử khi đến Đài Loan. Đây là Taipei Fish Market. Nó sẽ mở cửa đến tối luôn. Khi mà mình đến đây là 8 giờ tối và nó vẫn còn hoạt động sôi nổi các thứ ấy. Ok, và nói chung là đây là một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy rất là hay khi mà đến Đài Loan. Nếu như mà các bạn đến Đài Loan ấy, thì mình nghĩ là nên ghé vào đây để thưởng thức những cái trải nghiệm. Và hành trình mà bọn mình đến Đài Loan ăn gì, chơi gì, ở đâu thì bọn mình sẽ ghi lại ở trên kênh riêng của mình là Chi Sally, Hạnh Chi và Máy Bay Vlog. Và các bạn có thể like, share, subscribe ba kênh đấy để biết thêm chi tiết về thông tin của mình đi trên chuyến này nhé. Và đừng quên là chiếc nốt 10 mà mình đang cầm trên tay là mua tại 7S. Mình sẽ để link ở bên dưới sản phẩm cho mọi người biết. Và ok, bye bye.